Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin phát hiện dịch lở mồm long móng trên đàn heo ở trang trại Thái Việt, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, người tiêu dùng khá e ngại khi lựa chọn mặt hàng này. Tuy nhiên, trên thị trường Thừa Thiên Huế, nguồn cung thịt heo không chỉ có của trang trại Thái Việt. Các tiểu thương cho biết, thịt heo bày bán tại các chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn, nhưng nhiều quầy thịt vẫn trong tình trạng ế ẩm, lượng cung giảm hẳn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số chợ trên địa bàn thành phố Huế. Tại chợ Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế, lúc 10 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 1. Tuy là thời điểm người dân đi chợ nhiều, nhưng mặt hàng thịt heo lại khá vắng khách. Qua tìm hiểu, phóng viên nhận thấy quầy hàng nào cũng để lại miếng da heo có dấu kiểm dịch, chân giò còn nguyên móng hay chiếc đầu heo không bị dịch để làm vật chứng là quầy của mình không bán heo bệnh. Mặc dù đều khẳng định thịt heo tại chợ đều được mua từ những lò heo cỏ, heo nhà hay từ lò mổ Bà Dâu, thành phố Huế, nhưng do tâm lý e ngại nên người tiêu dùng vẫn không mua thịt heo về ăn. Chờ ế, 3-4 ngày chờ ế nữa, mà hồi nãy heo dịch mà không ăn. Mà có phải có heo dịch mà, tay toàn không còn hết mà. Ế nhiều, nhiều, muốn ăn còn chờ con là chờ thịt tế. Đảm bảo chất lượng luôn, có đồng dấu tài lo mà dùi sạch sẽ là mới được tặng giá cho đi. Chẳng phải là để mà làm dập dũa và đưa lên hàng bán được mà tặng như leo được mà. Ở dịp quê thì ở lo thịt dưỡng á, là họ kiểm tra rất là chặt chẽ, thú ý họ kiểm tra từng con một vào chuồng một buổi chiều á, họ chúc heo, họ chờ heo mà vô trong chuồng á, là họ phải kiểm tra từng con một, con nó bẩn là họ không cho nhập vô. Và buổi sáng là 1 giờ sáng là có thú ý sẵn ở đó rồi, lối con nào ra là họ kiểm tra con đó, có vấn đề là họ hủy. Chợ Bến Ngư cũng là một trong những chợ rất đông khách hàng, nhưng hàng thịt heo cũng trong cảnh khá vắng bóng người mua. Theo tiểu thương ở đây chia sẻ, thịt heo ế bên cạnh nguyên nhân do người dân e ngại dịch heo lở mồm long móng, thì còn một nguyên nhân nữa là do thương lái tăng giá khiến giá thịt heo tại chợ cũng tăng theo. Hiện giá heo trên thị trường cũng đang tăng nhẹ, giá heo hơi tại Thừa Thiên Huế tăng 2.000 đồng 1 kg lên 44.000 đồng 1 kg vào ngày hôm nay. Trước thông tin về dịch lở mồm long móng ở heo, nhiều người tiêu dùng vẫn lựa chọn mua thịt heo ở những hàng quen biết, uy tín. Nhưng vẫn có người e ngại và quyết định ngưng sử dụng loại thực phẩm này trong một thời gian. Vì cũng ngại lắm, vì nội Huế chứa phải có chứa Huế bên kia có, ở ngoài kia này, nghe ở ngoài kia. Tuy heo đấy họ kiểm dịch rồi, vì cũng mua heo luồn xuống ở ngoài kia đấy mua mấy chỗ kiểm dịch nữa. Heo nó sạch sẽ, mà tươi tốt thì mình mua, con heo ôi bị ụp đá đâu. Ngại lắm nhé. Không, có thể là không ăn thời gian. Tâm lý e ngại sử dụng thịt heo trước những thông tin về dịch bệnh của người tiêu dùng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, cả cơ quan ban ngành của tỉnh cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp chống dịch, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Người tiêu dùng và người chăn nuôi không nên cực đoan trước thông tin dịch bệnh. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể yên tâm dùng thịt heo có nguồn gốc rõ ràng và được đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Không ăn các sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, heo ốm chết, nội tạng heo chưa nấu chín, tiết canh để đảm bảo sức khỏe.